Hí hí nay mình sẽ đi cắt tóc cho đẹp lên. Ông đã đến tiệm cắt tóc rồi. Vào tiệm cắt thôi nào. Hú hú sao mà họ có thể cắt xấu như vậy chứ? Ôi gặp phải hai người bạn chuyên nói xấu, phải làm sao đây? Osuluku kìa mày. Đâu? Quay lại đằng sau đi. Ô sao hắn ta lại khóc vậy nhỉ? Sao mà biết được, ra hỏi xem nào, nhỡ đâu lại có gì thú vị để cười. Hình như họ thấy mình rồi chuột lẹ thôi. Này cậu định đi đâu đây, sao khóc vậy? Tớ không sao, kệ tớ. Hình như bộ tóc cậu ta hơi lạ, nhìn thật là kỳ quái, ha ha ha. Cậu cười cái gì chứ, hù hù tớ ghét cậu. Ha ha, đúng thật, bộ tóc thật là kỳ lạ. Hình như cậu ta xấu hổ chạy mất dép rồi kìa, ha ha ha.